Chào mọi người, mình tên là Thủy, năm nay mình hơn 40 tuổi rồi. Tình trạng não của mình đã bị cách đây 6 cho đến 7 năm rồi. Và mình đã dùng rất là nhiều phương pháp, kể cả bán laser, nhưng mà các cái vết não cũng không hề giảm đi. Hôm nay thì mình bắt đầu trải nghiệm hành trình 40 ngày xóa não của cái sản phẩm ORINA. Mọi người cùng đồng hành với mình nhé. Tươi trẻ và tự tin trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Qua đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, tất cả mọi phụ nữ, nếu mà bạn nào có bị nám mà đã sử dụng qua nhiều phương pháp hoặc là chưa có hiệu quả, chưa có tác dụng đối với làn da của mình, thì chúng ta hãy sẽ thử cái sản phẩm ORINA này. Mình tin là mình đã đạt được kết quả tốt như thế này và các bạn cũng sẽ đẹp và tự tin như mình. Cảm ơn tất cả mọi người.